Nói chúng ta bắt đầu nhé, mà nó vào sau thì cũng thể sau ấy. Cái phần này là cái chương trình này là tôi dạy lần này là lần thứ hai, nhưng mà tôi sẽ chỉnh sửa một chút cho nó dễ hiểu hơn. Cảm giác lần trước, cái lần trước dạy nó cảm thấy, cảm giác các bạn khó hiểu quá. Mà cô nói luôn nhé, là cái phần thuật toán này là nói chung là cái phần khó hiểu, nói chung là rất khó hiểu. Hiện nay sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai của các cái khoa của thông tin của trường, các trường đại học ấy thì đều học cái môn này cả. Mà theo tôi biết là học sinh sinh viên nào cũng kêu khó, và học sinh học mà công nghệ thông tin ra trường rồi cũng rất lơ mơ về về cái này. Đấy, cho nên là khó đó. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta chú ý rằng là cái thuật toán này đã được đưa vào chương trình phổ thông của chúng ta, mặc dù rất sơ lược thôi, và dạy trong lớp 11, lớp 12. Lớp 10 thì chưa, lớp 10 là chỉ có học lớp 10 thì chỉ học lập trình thôi. Nhưng mà lớp 11, lớp 12 là học sâu hơn về về thuật toán đấy. Cho nên tôi muốn nên là tôi muốn dạy, tôi muốn đưa ra cái chương trình này để dạy trước cho giáo viên, để giáo viên biết. Như vậy môn thuật toán là cái gì? Nó là chính cái định hướng của nó là một cái nhánh của cái khoa máy tính ở trong nhà trường. Thì tôi cứ nói luôn vì sao lại có cái môn học này và nó như thế nào, chúng ta hình dung nhé. Thì các bạn biết rằng là cái chương trình phổ thông mới của chúng ta ấy, là cho các bạn theo dõi cái chương trình của bộ, thì cho thấy là toàn bộ chương trình của bộ nó sẽ chia làm ba cái phân môn như thế này. Vậy luôn đây cho ta hình dung nhé. À thôi, quên mất, các bạn ghi vào đây, nhưng là các bạn ghi chép nhé. Hôm nay chúng ta học là chương 1 nhé, là học chương 1. Chương 1 là thuật toán là gì? Thế nói sao? Thuật toán là gì nhé? Ngoài biết ngay cái này đầu tiên nhé. Thì chúng ta xong hôm nay là học cái bài về chương 1. Thì trước khi nó vừa đưa vào cụ thể, tôi sẽ nói sơ qua về cái chương trình phổ thông mới của chúng ta để chúng ta hình dung, và tôi cho các bạn xem là trong cái chương trình phổ thông này thì cái thuật toán nó nằm ở đâu ở trong chương trình này. Đây, chương trình phổ thông chúng ta hiện nay toàn bộ cái nội dung của chương trình phổ thông môn tin học từ lớp 3 đến lớp 12 đó được chia làm ba cái định hướng, hay là ba cái phân môn, hay mà là cái nhánh cũng được. Thì nhánh một là cái nhánh là đây, tôi ghi ở đây nhé. Nhánh một là nhánh là nó gọi là ICT, là ứng dụng tin học. Thì cái ICT này chính là cái mô hình cũ chúng ta đấy, toàn bộ chương trình cũ của chúng ta hiện nay này đều chính là phần ICT, phần ICT hết. Một cái mảng thì hai cái mảng mới hơn. Một cái mảng mới là đặt tên đó là cho trong đó đưa là gọi là DL đấy, là cái hướng làm là cái nó gọi là học vấn số hóa phổ thông, là những kiến thức về nôm na là về dạy về những kiến thức mang tính xã hội một tí, mang tính làm thế nào để trở thành một công dân số trong thời đại mới, những cái liên quan đến đến luật pháp này, đến đạo đức này, liên quan như các cái kỹ năng cơ bản nhất của một người trong cái thế giới số, nói chung là DL nhé, digital này. Literature. Đấy. Thì cái phần này này, mà thấy trong sách giáo khoa từ lớp 3, lớp 12 đều có những đặc biệt có cái chương nói về về luật pháp, về về đạo đức, về cách mà tạo ra các cái làm việc trên trên mạng xã hội, cái thái độ như thế nào, rồi các cái liên quan đến cái liên quan đến văn hóa ở trên trên mạng ra làm sao, rồi lên cấp 3 sẽ học về cái khái niệm về bản quyền phần mềm như thế nào, rồi là các cái điểm về nghề nghiệp vân vân. Cái đó nằm trong cái mảng đó là DL. Và một cái mảng thứ ba nữa rất quan trọng là cái mảng là cái những cái mảng đó là nhánh CS, là cái này chính là khoa học máy tính nhé. Đấy, khoa học máy tính thì theo tôi thì cái này mới chính là cái rất là cơ bản, đây là cái mới tinh mà được đưa vào chương trình phổ thông của chúng ta. Cái này thì anh nói là nó là computer science nhé. Đấy, đó là khoa học máy tính. Thì cái từ khoa học máy tính là cái từ mà từ xưa nay chỉ có sinh viên học thôi, học sinh phổ thông chúng ta không được học. Ngay cả ngày xưa trong chương trình cũ chúng ta hiện nay đấy, thì lớp 11 là học về lập trình, lớp 12 là học cơ sở dữ liệu, thì đó cũng không phải là khoa học máy tính. Đấy, khoa học máy tính thì khoa học máy tính là cái mà nó làm cái ngành khoa học rất là làm cái khoa học rất là cơ bản của cái môn tin học.
À, trong bất cứ một trường đại học nào về tin học cũng phải có một cái khoa là khoa hay là các bộ môn là môn là khoa máy tính đấy, người học là về cái lõi lõi cơ bản nhất của khoa máy tính đấy, thì như vậy là cái phần CS nhé là khoa máy tính. Thì trong chương trình giáo dục phổ thông mới của chúng ta thì môn tin học là có một cái mảng là khoa máy tính rất quan trọng, khoa máy tính. Các bạn mà xem cái sách giáo khoa thì trong chương trình sách giáo khoa chúng ta, các bạn có xem sách giáo khoa từ lớp 3, lớp lớp 3 hay là có lớp 3 rồi và có lớp 6, lớp 7 rồi, có lớp 7 và có lớp 10 rồi, thì bạn thấy nó có cái phần cái gọi là chủ đề ép ấy. Chủ đề ép là cái chủ đề mà là ứng dụng tin học để giải quyết bài toán ấy, thì chủ đề ép đó chính là CS, chính là cái phần CS. Phần này là phần rất quan trọng. Thì trong khoa máy tính ở trong phổ thông thì người ta định dạy cái gì thì nói rất là dài, rất phức tạp, mà tôi nói nhanh thôi là như này nhé. Thì cái phần này là cái phần mà trong cái chương trình trước ấy, tôi còn nói rất kỹ mà hôm nay tôi giảm đi, tôi đơn giản hơn thôi, chúng ta sẽ bỏ qua sang tay các phần khác. Thì nói luôn nhé là ở trong chương trình phổ thông của chúng ta thì cái khoa máy tính như này, cái phần CS này này là nó tập trung học cho học sinh học để biết được cái khái niệm sau đây, là khái niệm là tư duy máy tính. Đấy, thì nhé. Như vậy ở trong cái phần CS ở trong trình phổ thông nó chính là học cái phần gọi là tư duy máy tính. Thì tư duy máy tính là cái gì? Là nôm na là chúng ta học cái tư duy, cái cách suy nghĩ của máy tính, các cái lệnh của máy tính, công nghệ của máy tính để dùng nó để áp dụng giải bài toán thực tế của chúng ta. Đấy. Thế cái này nó khác với là nó hơi khác với lập trình nhé, nó khác nhiều đấy, nhưng mà nó có rất nét, nhìn rất là giống lập trình. Thế tư duy máy tính, các bạn tra cứu nó có cái từ là nó có từ tiếng Anh là computational thinking. Thì đây chính là gọi là tư duy máy tính. Thì nó nhiều thứ lắm, nó rất nhiều thứ, nhưng mà nôm na là chúng ta hiểu tư duy máy tính nó là cái gì. Chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất, nó là gì? Nó là cái khả năng tư duy để giải quyết các vấn đề mà dựa trên khả năng hỗ trợ của máy tính. Thì cái nôm na cái này, cái phần này, cái diễn nôm là nó là giải quyết vấn đề thực tế của con người nhưng mà dựa trên máy tính, hay là dựa trên sự hỗ trợ của máy tính, nhé. Đấy, như vậy là cái tư duy máy tính là cái phần lõi của khái niệm là khoa máy tính của cái phần CS nhé. Để chúng ta chú ý nó có ba cái mảng này nhé, để ba cái mảng này trong chương trình phổ thông ấy. Lớp nào có gọi là bất cứ sách giáo khoa nào ra là nó có ba phần luôn, nó có nhiều chủ đề, nhưng chủ đề này chính là chủ đề CS, này chính là chủ đề F nhé. Rồi thì cái chủ đề F này là nó chính là tư duy máy tính. Tư duy máy tính nó có cái gì, tôi nói luôn cho các bạn xem nhé. Như vậy là trong cái tư duy máy tính ý, thì đây là cái gì hiện nay, cũng đây là vấn đề cũng trong cái chương trình thông mới thì nó không nói rõ đâu, nhưng mà theo tôi hiểu là như thế này, máy tính chúng ta có thể tạm thời chia làm hai cái hướng, hai cái nhánh rất là quan trọng. Một cái hướng là chính cái chúng ta học đây, đó là tư duy thuật toán, chính học về thuật toán. Thuật toán của chúng ta là học là chính là một cái bảng của tư duy máy tính nằm trong cái chương trình phân phân nhánh là học máy tính trong chương trình giáo dục phổ thông mới dạy cho học sinh. Còn cái mảng thứ hai ở bên phải này là cái mảng tôi gọi là tư duy STEM, tạm thời gọi thế, nên không có tên rõ ràng mà tạm thời. Thì cái tư STEM là nó là cái gì, thì tôi sẽ nói nhanh các bạn nhé. Ở một số người việc chịu mình quên mất.
Số bạn nó chưa vào. Để mình thế nhé, để mình cho bạn nào. Các bạn vào sau ổn định chỗ ngồi nhé, và tôi mới nói chưa chưa nói nhiều đâu, mới nói một đoạn ngắn thôi. Tôi mới nói về cái khái niệm mà là cái nhánh của máy tính trong trình phổ thông là cái gì. Đấy, nói loại nhé. Thầy thầy ơi, thầy lùi lên trên cho bọn em xem đấy Cái ạ. này thôi. Tôi học mà cái môn là môn nhiều môn thuật toán, và hôm nay chúng ta học chương 1 là chương thuật toán là gì. Thì trước khi nói về thuật là gì, tôi nói qua về cái vai trò của cái môn này học này trong chương trình phổ thông. Nhắc lại như là trong trình phổ thông của chúng ta thì tạm thời cứ được chia làm ba cái nhánh, ba cái định định hướng chính. Là một là ứng dụng tin học, là ICT, là chính là cái như là cũ, chính là phần hiện nay đấy. Cái phần này là ứng dụng tin học, ứng dụng tin học đấy chính là cái chương trình mà chúng ta đang học hiện nay. Còn hai cái phần mới là cái phần là DL và CS, là cái phần mới. Thì cái DL là cái phần mà là nó là học vấn số hóa phổ thông, nó là cái phần mà tương đối là phụ một chút, hơi phụ một chút nhưng mà nó quan trọng, nhưng mà nó không phải là phần chuyên môn cứng của tin học. Nó là những phần liên quan đến luật pháp, liên quan đến cái thái độ, liên quan đến gì nhỉ, liên quan đến luật pháp, liên quan đến bản quyền, liên quan đến cách đối xử trên mạng ra làm sao. Thì cái gọi chung là DL. Còn cái hướng quan trọng nhất là cái hướng chính là CS, cái hướng mới mà trong cái trình cũ nó không có. Mặc dù trong trình cũ thì nó có cái học về lập trình, học về cơ sở dữ liệu, nhưng mà cái đó cũng không phải là cái mà học đây nhé. Thì kho máy tính là cái gì? Kho máy tính thì chúng ta có thể dùng là cái phần, các bạn cứ gửi chương trình của bộ cho xem, còn thấy ngay là cái phần cốt lõi của kho máy tính trong trình phổ thông mới, nó chính là tư duy máy tính, học về tư duy máy tính. Thì có hiểu nôm na là gì? Tư duy tính là học cách giải quyết vấn đề thực tế của con người, nhưng mà dựa trên dữ liệu của máy tính. Dựa trên là nôm na có thể hiểu là dựa trên phần lập trình đấy, ý thế. Nhưng không phải là như vậy, nó còn là rộng hơn. Và tư duy máy tính sẽ được chia làm hai nhánh con sau đây: một là tư duy thuật toán, hai là tư duy STEM. Thì tư duy STEM là nó là cái gì? Nó là cái đây tư duy toán, chúng ta có thể định ta vừa chia là các phần nhỏ ra, thì phần này nó chỉ là hai cái phần này là cái phần là đây là giải toán với tư duy thuật toán, với thuật toán để chúng ta làm mà đọc. Thì đây chính là cái phần mà chúng ta đang dạy học sinh giỏi bây giờ đấy, để thi đấy, đi thi sinh giỏi hiện nay đấy, là cái phần này giải toán với thuật toán. Vào được không chứ? Chưa vào được. Trang à? Đây rồi. Được. Trong tư duy STEM ấy thì các bạn thấy là nó có một cái hướng cái này học sinh rất là thích học, là chính là lắp ráp robot, điều khiển robot, nhé. Thì cái này nó gọi là tạm thời tôi gọi là robot giáo dục. Cũng nằm trong cái hướng là tư duy máy tính nhé, nằm trong phần CS giáo dục nhé, môn giáo dục. Ngoài ra còn một cái hướng rất quan trọng nữa nằm ở giữa, là cái hướng là cái gì, là cái hướng là chúng ta học tư duy máy tính thì chúng ta tạo ra sản phẩm số hóa, tạo sản phẩm số hóa, hay là nôm na hiểu là tạo phần mềm đấy, làm cái phần mềm giáo dục, hay phần mềm giải trí cũng được, phần mềm giáo dục. Thì nôm na là như vậy nhé. Thật tất nhiên là cái thuật toán nó cũng có thể, nó có, tất nhiên nó có liên quan đến robot, mà nó hiện nay ở mức độ thông rất ít. Nhưng mà làm sản phẩm số này thì bắt buộc phải có cả tư duy STEM và tư duy thuật toán. Tư duy STEM chúng ta hiểu gì? Tư duy STEM là STEM là cái tư duy mà kết hợp cả máy tính, cả khoa học, cả toán học, cả vật lý và tất cả các môn khác để tạo ra cái sản phẩm
mới theo cái định hướng là STEM. Cái tem này STEM này nó không đồng nghĩa hẳn với STEM mà chúng ta nghe ở trên đấy nhé, ở trên thực tế đâu, nó là cái tư duy STEM, tức là định rằng là những cái ứng dụng mà nó mang tính thực tiễn mà có ứng dụng là liên môn. Nhưng mà rồi là chúng ta thấy là cái môn học rồi là tôi mới biết là trên thế giới nó có hẳn một cuộc thi nó gọi là Scrap Olympiad ấy. Là cuộc thi lập trình kéo thả Scrap ấy. Thì cái kéo thả Scrap thì Olympiad ấy, thì cái sản phẩm của nó thì nó chia làm hai loại. Một loại là cái sản phẩm mà mang tính ứng dụng, là sản phẩm là những phần mềm, là những sản phẩm mang tính sáng tạo, ứng dụng cụ thể. Và loại thứ hai là sản phẩm có tương tác nhưng mà mang ý nghĩa là thuật toán. Nó chia làm hai loại. Như vậy nó vẫn nằm ở trong cái chỗ này. Như vậy là cái sản phẩm mà mang tính ứng dụng thì nó ở đây. Thuật toán thì nó ở đây. Chỉ nó vẫn là ở đây thôi. Được chưa? Thế thì trong ba cái trong những cái này này thì chúng ta học cái này, chúng ta đã học phần này này, lớp môn học của chúng ta mà tôi đưa ra là cái này đó. Và tôi sẽ cố gắng là dạy cho các bạn cho nó đủ đến cái dạy cái này là dạy toán này này, dạy cho đủ đến những cái phần mà các bạn có thể dạy học sinh từ lớp 11 lớp 12 nhé. Nhưng mà cái phần mà chúng ta học chỉ là phần này đây, lớp chúng ta học cái này nhé, lớp chúng ta học cái phần này. Thì đây là tôi sẽ xin lỗi, tôi sẽ nói vài ý là nhé, là cái khái niệm hay định nghĩa thuật toán này, khái niệm này, định nghĩa thuật toán này nhé, các cái đặc thù hay đặc tính của thuật toán. Sau ngày hôm nay bây giờ, đặc tính của thuật toán. Thuật toán. Rồi, chúng ta học về rất quan trọng nữa là đánh giá thuật toán. Cái này phần rất quan trọng. Đánh giá cái tính hiệu quả, độ tối ưu và hiệu quả thuật toán. Và chúng ta sẽ học một số phương pháp thiết kế thuật toán. Đồng thời chúng ta sẽ học thêm một cái nữa là một số cấu trúc dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu đơn giản. Đấy. Được chưa? Thì cái chương trình mà tôi đưa vào đây là tôi mở cái lớp này ra, ý của tôi là tôi muốn nói cho các bạn, đặc biệt là các bạn giáo viên ấy, là biết trước là toàn bộ các chương trình thuật toán trong chương trình phổ thông ấy là nó gồm những cái gì, còn một kiến thức gì chúng ta cần phải học. Thì tôi nói luôn này, đối với học sinh phổ thông hiện nay thì như sau này, đối với cấp tiểu học thì học sinh sẽ được học là lập trình Scratch. Học trình Scratch để làm gì? Để học sinh hiểu qua về những cấu trúc điều khiển của một cái lập trình cụ thể. Nhưng mà thông qua Scratch thì cho nó dễ học thôi, cho nó là cái ngôn ngữ Scratch là cái ngôn ngữ lập trình trực quan kéo thả mà nó hay, nó cũng là điều khiển con vật mà nó dễ học sinh nó thích thú. Nhưng bản chất của nó là gì? Là dạy cái cách chúng ta bước bước tiếp cận với các cái tư duy bắt đầu của thuật toán, thế nào là một lệnh, thế nào là lệnh dễ nhánh, thế nào là lệnh lặp, vân vân. Thì là đó là đối với cấp tiểu học. Và cấp tiểu học thì cũng có thể làm ra những cái phần mềm đơn giản nằm ở cái khu vực này và cả khu vực này nữa. Còn thuật toán đây này, chỗ này này, thuật toán này này thì chưa hề có ở trong tiểu học. Lên cấp mà cấp 2 là cấp trung học cơ sở thì bắt đầu tiếp cận khái niệm thuật toán.
Nên là bắt đầu biết tiếp cận khái niệm thế nào là một thuật toán học rồi này, cấp 2 này, được học thuật toán đơn giản, thuật toán sắp xếp này, thuật toán tìm kiếm này. Nhưng mà mức độ rất là sơ khai, rất sơ khai. Mà chưa hề học sâu về về cách đánh giá, chưa học sâu về các cái đặc tính của thuật toán, chỉ có chỉ nói đến tên của thuật toán và cách chúng ta có thể thao tác trên con số bình thường. Đấy, và lên cấp 3 là cấp trung học phổ thông thì là thực sự là học học về thuật toán theo đúng cái chương trình mà nằm trong chương trình của mà tôi dạy ở đây này, mà tôi nói gọn đây. Như vậy là lớp 10 chưa học, lớp 10 chỉ học học lập trình thôi, lớp 11 bắt đầu học, lớp 11 là học sâu nhất đấy. Lớp 11 là thật thì biết là lớp 11 là có 70 tiết về 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 thuật toán. 11 học 70 tiết luôn. Còn lên cấp lên lớp 12, lớp 11 nhé. Lớp 12 sẽ học khoảng là lớp 12 sẽ học khoảng 50 tiết nữa. Về thuật toán nữa. Như vậy là khoảng 50 tiết nữa. Như vậy là tổng cộng của cả hai lớp 4 lớp 12 là khoảng hơn 120 tiết thuật toán đấy. Thì cái số lượng này là thực ra học được rất nhiều đấy nhé. Mà đây là đây các bạn nhớ đây đây là phần phần chung thôi nhé, không phải là dành cho học sinh giỏi đâu. Học sinh bình thường cũng phải biết. Nếu mà chọn cái hướng là CS, bạn biết rồi là học sinh cấp 3 như sau nhé. Trong trình mới của học sinh chúng ta thì là học sinh này, học sinh trung học phổ thông sẽ được chọn khi học lên cấp 3 sẽ được chọn một trong hai hướng, một cái hướng là hướng ứng dụng, ứng dụng hay là hướng là ICT, và hướng thứ hai là hướng học máy tính, khoa học máy tính chính là CS. Thì cái chương trình như này là dành cho học sinh chọn hướng CS, mà các bạn chú ý là khi lên cấp khi chương trình chúng ta học đầy đủ rồi, sau đây khoảng 3 năm nữa thì tin học sẽ là môn học ngang hàng hoàn toàn, hàng môn khác sẽ đưa vào chương trình thi đại học như bình thường nhé. Do thi đại học là sẽ có môn học tin học đấy. Còn cái phần ICT này là học những cái ứng dụng cụ thể, học những ứng dụng về soạn thảo, về về tin học văn phòng, hay là thiết kế đồ họa, hay làm xử lý ảnh, xử lý video, vân vân. Thì đó là cái chương trình chung của để chúng ta hình dung được là cái, nhưng mà cái thuật toán này nó nằm ở đâu ở trong chương trình của chúng ta. Cái phần mà tôi nói các bạn trong trình này nó chính là cái phần nôm na là cái phần khoa máy tính nhé, chương trình là nằm trong chương trình khoa máy tính của lớp 11 và lớp 12 12 nằm đây này, thuật toán được chưa. Rồi thế thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể luôn nhé, bây giờ phần chính đây, phần chính của chúng ta nhé. Chúng ta là vi phần một nhỏ của buổi hôm nay nhé, là định nghĩa thuật toán. Thật ra thì rất khó định nghĩa, nhưng mà thôi được, tôi chỉ đưa ra một cái định nghĩa đơn giản thôi cho nó đỡ phải. Thuật toán là cái gì? Đây tôi sẽ đọc cái định nghĩa này để các bạn có thể ghi chép ở đâu đó hay tùy các bạn nhé. Này có thể hiểu là tôi đưa định nghĩa trong cuốn sách của nước ngoài thôi là như này. Thuật toán là một cái là cái thủ tục hay một quy trình. Thuật toán là cái gì? Đây, tôi định nghĩa đơn giản nhé. Thuật toán là một cái quy trình gồm các bước, được quy định rõ ràng. Rõ ràng. Nên tôi mở ngoặc ra để người ta hiểu rõ hơn, để máy tính hiểu được. Chứ máy tính không hiểu được thì cũng vô nghĩa, để máy tính hiểu được. Hiểu được nhé. Để làm sao? Để mà từ các cái dữ liệu đầu vào, các cái giá trị đầu vào. Các cái giá trị đầu vào tạo được các cái giá trị đầu ra, theo đúng như của bài toán.
yêu cầu của bài toán. Tôi tạo được kinh nghiệm cái như này thì tại đây hình dung thôi, là nó phải làm một cái quy trình gồm các bước cụ thể đơn giản dễ hiểu để sao cho là gì, là từ từ cái hình dung cái cầu đầu vào tạo ra cái cầu đầu ra đúng như cầu của một bài toán. Như vậy bản chất cái toán là cái gì? Bản chất toán nó là cái này, bản chất của nó là chỉ là một lời giải của một bài toán thôi nhé. Chúng ta có một cái bài toán nào đó, bài toán và chúng ta cần phải giải nó, nhưng giải bằng thuật toán là chúng ta phải tạo ra gì, tạo ra đưa ra một cái thuật toán để làm sao gì, làm sao thuật toán và có cái đầu vào, cái input đầu vào, input nhé, và ra đây là output. Mấy cái bài toán này nó chỉ rõ ra là đầu vào thì đầu ra là gì, và thuật toán là chúng ta đưa ra một quy trình để chúng ta giải cái bài toán đó, hay thì nó là thuật toán. Nhưng mà đây là cái môn cái sơ đồ này để cho chúng ta biết cái quan hệ giữa bài toán và thuật toán. Thường thường khi dạy học ấy thì chúng ta thường dạy cái toán riêng để cho học sinh hiểu toán đã, sau đó chúng ta mới học cách là thiết kế cái toán từ một toán như thế nào. Được chưa? Thì tôi sẽ đưa cho các bạn một vài cái ví dụ về thế nào làm cái ví dụ về về thuật toán, được chưa? Một cái ví dụ, một số ví dụ cụ thể của thuật toán. Ví dụ này thì chúng ta thường đưa ra thành cái bước cụ thể. Đây ví dụ nhé, ví dụ một này là chúng ta hay rất hay gặp khi mô tả cho học sinh. Ví dụ chúng ta thấy cái bài toán là cái bài toán này. Ví dụ chúng ta bài thực tế là cái bài toán thổi cơm chẳng hạn. Bài toán thổi cơm thì chúng ta thường đưa ra các cái bước sau đây này. Bước 1 là cái bước chúng ta lấy gạo. Ví dụ cụ thể chúng ta hình dung nhé. Lấy gạo là bước 1. Bước này là bước rất là dễ dàng, ai cũng có thể hiểu là lấy như nào, lấy một bò hay là hai bò hay là hai bơ. Bước thứ hai là chúng ta phải vo gạo, cái này cũng là một cái bước rất là dễ hiểu, nghe là sẽ hiểu được nhé. Bước thứ ba, mô tả bước thứ ba của cái thổi cơm là chúng ta đổ gạo vào nồi, ví dụ như vậy, đổ gạo vào nồi. Bước thứ tư là cái bước chúng ta sẽ đổ nước vào, đổ nước vào nồi. Để bước thứ năm là chúng ta nấu lên, nấu cơm, nấu cơm. Bước thứ sáu là nước sôi, thấy nước sôi thì chúng ta để lửa nhỏ, để nhỏ. Và thứ bảy là cơm chín, kết thúc tập quán. Đó. Cho bạn thấy như vậy, đây là một ví dụ mà chúng ta thấy là một cái bài toán là thổi cơm, chúng ta đưa ra thành một quy trình gồm có 7 bước, 7 bước đó rất là cụ thể nhé. Như vậy là ở đây chúng ta hiểu là đầu vào input là hai bơ gạo, lấy ví dụ như vậy, hai bơ gạo, và output của chúng ta là cơm chín, là một nồi cơm chín. Hay như vậy là các bước mô tả rất là rõ ràng để chúng ta hiểu được. Thì ví dụ này, ví dụ là nó không toán học nhưng mà chỉ để biết như vậy cho học sinh nhỏ tuổi thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm thêm ví dụ nữa để ta hình dung là đối với chúng ta sẽ khó một chút thôi, không khó hơn mà chúng ta thấy là làm như nào nhé. Ví dụ như chúng ta có cái bài toán là như sau này, là cho trước các số là a b c d, a b c d. Đây là input, đầu ra tính tổng a cộng b cộng c cộng d. Mà chúng ta biết rằng là máy tính nó không thể là tính được hai tổng một lúc, nó chỉ tính lần, tính được một tổng thôi,
thì là mà làm như nào, chứ không thể viết như này được ra thì ta mà tính thì phải dùng là các cái biến nhớ chẳng hạn. Thì ví dụ đây là một cách nhé, đây ví dụ đây là một cách này, chúng ta đây là thuật toán này, tại một thuật toán để cho giải cái bài toán trên nhé, thuật toán này này, chúng ta gán một cái biến s là biến điện vi tổng với s chúng ta gán bằng không đúng không, không số gán cho gán bằng a cộng b chứ. Sau đó cho S bằng là S cộng với C. Xong S bằng S cộng D. Chúng ta output. Output S bằng mà. Đây là phương án gồm có 4 bước, tôi không mô tả cái số nữa. Cái này là gồm có 7 bước. Cái này là gồm có 4 bước, à mà gồm có là 4 bước, được chưa? Thì mỗi bước này nó là một cái lệnh mà tính nó phải hiểu được, thì mà tính nó chỉ hiểu được là phép cộng của hai số thôi, đương nhiên hai số nó không 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 cộng được, không cộng được ba số cùng một lúc không có, cho nên là chúng ta chú ý là phải mô tả từ bước một để mà tính hiểu được cơ nhé. Đây này, ở đây nó ghi rõ là gì, là một quy trình gồm các bước được quy định rõ ràng để mà tính hiểu được, để từ các giá trị đầu vào tạo được các giá trị đầu ra theo đúng yêu cầu của bài toán. Thì khi mà ta làm cái này thì rõ ràng khi đầu ra của nó chỉ là SC, là chỉ tổng A B C D. Đấy. Được chưa? Tôi mà ta làm ví dụ một cái bài 3 phức tạp hơn một chút nhé, bài 3 nhé. Bài 3 là gì? Bài 3 là input là số tự nhiên là AB và output là tính cái em là cái ước ước số chung lớn nhất của AB. Tôi kiểu cái này là hàm là GCD của AB nhé. Thì là một cái bài toán rất là đơn giản của học sinh lớp lớp 6 là học rồi, mà lớp 6 lớp mấy học, lớp 6 học cái này rồi đúng không? Nhưng mà đối với bây giờ chúng ta phải chạy trên máy tính làm như thế nào? Thì chúng ta đã biết rằng ta biết công thức là gì, công thức của nó là g của AB sẽ bằng là gì, bằng g của A trừ B, B nếu A lớn B, và sẽ bằng là g của A B trừ A nếu A nhỏ hơn B. Từ đó tôi suy ra như sau. Bây giờ tôi sẽ ra cái bài toán này như sau. Bây giờ tôi sẽ từ cái công thức này tôi sẽ ra cái cách tính của nó như sau nhé. Tôi, này, đây GCD này, AB này. Cái làm như sau. Cái làm như chúng ta dùng các cái lệnh của lập trình bình thường thì ta làm được. Đây, tôi làm mô tả cái lệnh của nó nhé. Đây, là while, lệnh lập trình while khác B, đúng không? Còn B thì ta dừng lại. Còn B này là if này, A lớn B thì tôi giảm đi, tôi cho a bằng a trừ b, chính là chỗ này này. Ngược lại này, else thì ta cho b bằng b trừ a. Cái vòng lặp này dừng lại khi a bằng b, tới đây tôi output ra ngoài. Output. Hay tôi dùng cái từ từ khóa hay hơn mà ta hay dùng ở trên ở trong máy tính thì ta hay dùng cái từ này, trong này hay dùng cái từ là return đúng không? Học thuật là trình rồi. Rồi chúng cho đâu quá rồi, bà lấy nào lấy thôi, thả dâu cho dâu cho lấy dâu cho mới quyết đâu, lấy nào lấy đi thôi. Cảm ơn con, lấy 86 88 mà không thích 88 đó, được chưa? Mà đây chính là cái này có phải thuật toán không, là thuật toán vì cái lệnh này là cái lệnh mà tính hiểu được. Đây là lệnh là của lập trình nâng cao, là mình làm hiểu hết các lập trình bậc cao là hiểu hết lệnh while, lệnh lập, lệnh if, lệnh nhận là điều khiển rẽ nhánh đúng không, và lệnh return để trả về. Đây là ta mô tả cái hàm đầu vào là AB, đầu ra là ước chung nhất của AB. Thì như vậy cái hàm này là hiểu mà ta thể đây là cũng vậy, hiểu đây là một này, lệnh thứ hai, lệnh ba này, lệnh ba này, lệnh bốn này, lệnh 5 này, lệnh 6. Như vậy cái hàm này được mô tả bằng một cái đoạn code là gồm có 6 lệnh. Thì cái mô tả này này người ta gọi cái này là pseudo code. Được chưa?
Đấy, thì tôi lấy ví dụ như thế nhé, chúng ta hình dung. Nhưng mà tôi vừa mô tả các bạn là ba cái thuật toán khác nhau, nhưng mà bản chất nó vẫn là một, là cách chúng ta mô tả các thuật toán để cho nó để mà chúng ta nó hiểu được. Được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo là rất quan trọng, mà tôi nói rất nhanh thôi, quan trọng là phần hai là các cái đặc tính, các cái đặc thù đặc tính của thuật toán. Thì khi mô tả thuật toán thì toán nó phải thỏa mãn những cái tính chất gì? Chúng ta cùng nhau xem cái này nhé. Thì như sau này nó còn có những tính này, chúng ta chú ý nhé. Đây, chúng ta chú ý nhé. Tôi mô tả cái này. Thứ nhất này là nó gọi là tính khả thi. Tính khả thi chính là cái tính mà máy tính có thể hiểu được và thực hiện được các lệnh của thuật toán. Tức là các từng lệnh một là phải thực hiện được hay là khả thi được. Đó. Thì như vậy là môn tính mô này hiểu là mỗi bước của thuật toán, mỗi bước của thuật toán phải được mô tả bằng lệnh có thể khả thi. Có thể thực hiện trên máy tính. Đấy, cái phần này là phần rất quan trọng. Mà cái lệnh này nó phải phụ thuộc vào từng máy tính một, phụ thuộc vào cái điều kiện của cái phần cứng của chúng ta nữa, điều kiện vào lập trình nữa. Ví dụ như vậy, cái này nó gọi là tính khả thi, tức là có thể áp dụng được cái này vào trong thực tế của cái bài toán của chúng ta và máy tính có thể hiểu được và thực hiện được. Cái này chúng ta thấy là như vậy là trong như vậy là cái vấn đề rất quan trọng của đầu tiên của thuật toán ấy, là nó phải mô tả một cách tường minh từng lệnh một mà thật dễ hiểu để chúng ta có thể lập trình được. Hôm nay chúng ta hoàn toàn lập trình được. Như vậy ở trong thuật toán thì không có hiểu, không thể có những cái lệnh như là dễ thấy rằng hay là từ đó suy ra rằng, không có những cái câu như thế, hay là tồn tại một phần tử như thế này thì không có ở trong cái khái niệm của thuật toán. Thuật toán nó phải mô tả là lệnh gán a bằng cái gì, a bằng b cộng c, lệnh lập, lệnh dễ nhánh, lệnh if else then, if then else, như vậy, lệnh lập, vân vân, thì mô tả theo từng bước một. Vậy là cái đầu tiên là tính khả thi. Cái phần thứ hai, tính thứ hai thì cũng trọng, nó gọi là tính hữu hạn. Tính hữu hạn là gì? Là tính như sau, là cái thời gian chạy của từng lệnh một phải là hữu hạn, và toàn bộ thuật toán là phải thực hiện được trong thời gian hữu hạn chứ không thể vô hạn. Thế như vậy cái này nó hiển thị hai ý là như vậy là số bước của cái thuật toán nó phải hữu hạn, Hai là cái thời gian chạy của từng bước một, thời gian chạy của một bước là hữu hạn. Và ba là cái thời gian chạy của toàn bộ thuật toán cũng phải là hữu hạn. Nó không cho phép chúng ta là chạy vô hạn. Chứ cái thời gian là cái thời gian chạy của toán là một trong cái rất quan trọng. Chúng ta thấy ngay và lát nữa hay là về sau này ta sẽ thấy cái vai trò của thời gian là rất quan trọng. Một thuật toán là mạnh nhĩ yếu là chính ở cửa thời gian này. Chúng ta có hiểu nôm na là gì? Một thuật toán mà chạy càng nhanh ý, thời gian càng ít ý, thì nó càng tốt. Thế nên nó có hai cái tham số để mà tính tối ưu của thuật toán. Một là cái thời gian chạy nhanh, hai là cái bộ nhớ chiếm ít. Nha, chúng ta có hai cái tham số để điều khiển để tính toán, đánh giá cái
thi một cái tập toán. Cái thứ ba cũng rất quan trọng, nó gọi là tính xác định. Tính xác định của tập toán. Tức là gì? Tức là tập toán chúng ta là phải là duy nhất, đầu ra là phải phụ thuộc vào đầu vào. Với một input thì chỉ có một output thôi. Không thể có chuyện là với một input, một cái bộ dữ liệu X1, X2, vân vân, XN đầu vào, mà đầu ra lại nhiều, đầu ra lại có nhiều loại, đầu ra chỉ có một loại, Y1, Y2, Ym. Với một input chỉ có một output thôi, xác định. Cái này là cái rất quan trọng, cái này là xác định duy nhất luôn, xác định duy nhất cái đầu ra. Như vậy là xác định duy nhất. Đây là cái với cái mô hình bình thường nhé. Đấy, là nó phải như vậy nhé. Một đặc điểm nữa, một cái đặc thù nữa của cái thuật toán là bắt buộc phải có input output. Có input. Có input output. Input và output, cái này hiển nhiên không có gì phải nói rồi. Nha. Thì cái phần input này, input này thì input sẽ được lấy ra từ ở đâu? Từ nó gọi là cái miền xác định thuật toán, miền xác định dữ liệu thuật toán. Thuật toán thì cái bộ x1, x2, xn là được lấy ra từ trong cái miền đó và đưa ra cái phần output. Thì chúng ta sẽ học sau cái này, chúng ta sẽ lát nữa sẽ học rất kỹ cái này một lát nữa nhé. Còn bây giờ sẽ tạm thời dừng lại đây nhé. Vậy là bốn là có input output, một cái yêu cầu rất quan trọng nữa, tức là phải chính xác. Rồi là cái thứ năm là yêu cầu là gì, là cái đầu ra là phải chính xác yêu cầu được vào cái chính xác. Cái chính xác là cái output là phải theo đúng yêu cầu, đúng yêu cầu đầu ra của bài toán. Chúng ta làm bài toán là làm tính ước chung lớn của hai số mà cho đầu vào đầu ra không đúng thì là vô lý. Mà thực chất là phải hiểu như này này, hiểu là gì, hiểu là với mọi input thì output phải đúng. Nhớ là với mọi nhé, chỉ cần nếu mà có một input nào đó mà output sai thì suy ra là thuật toán sai. Đấy, như vậy chúng ta chú ý nhất là nó phải đúng với mọi thuật toán bị sai. Như vậy đúng với mọi input, với mọi input. Rồi, và cái cuối cùng mà có thể một số sách nó không đưa ra, nhưng mà tôi đưa thêm cho nên coi như là yêu cầu, nó không phải bắt buộc, nhưng mà yêu cầu của nó là tính nha. Tính hiệu quả của thuật toán. Hiệu quả đây được hiểu như thế này, được hiểu theo nghĩa sau đây này, là cái hiệu quả về thời gian chạy phải là chạy nhanh nhất có thể. Cùng bài toán hai người làm, người làm vẫn bài toán đó vẫn sử dụng đồ đó làm dạy trong nửa tiếng, người thứ hai thì trong 5 phút thôi, người thứ hai thì rất là tốt, tính hiệu quả là cao hơn người thứ nhất. Cái tính hiệu quả thứ hai là sử dụng bộ nhớ ít nhất, sử dụng cái bộ nhớ
ít nhất cũng làm ý rất là hay. Và một cái nữa cũng cái thứ ba này cũng rất quan trọng. Nhiều khi để tôi nói sau, nhiều khi không phải cái toán thì nhanh nhất là người ta dùng đâu, thì có hai cái cũng nhanh cả. Ví dụ có hai thuật toán, một thuật toán là chạy một bài toán này hết là 4 phút, cái thứ hai chạy hết là 3 phút, thì chắc chắn người ta chọn cái 3 phút đâu, 10 phút, nhưng mà nó là đặt một yêu cầu khác. Đây, phần thứ ba này, nó gọi là thuật toán là phải được thiết kế đẹp. Bây giờ ngoặc kép nhé, đẹp là cái từ đẹp của thuật toán này khó giải thích lắm, nhưng mà hôm nay là phải được thiết kế rất là rõ ràng, dễ hiểu mà rất đẹp về mặt lý thuyết. Cái này các bạn sau này các bạn sẽ thấy trong chương trình này tôi sẽ nói, khi mà các bạn học sang các cái kỹ thuật cụ thể của thuật toán sẽ thấy rõ cái chuyện này. Nhưng như ta ví dụ này, viết ngắn cũng là ví dụ là mô tả được ngắn cũng là một cách để ta gọi là đẹp, hay mô tả một cách rất là tường minh, nó gọi là rất là cấu trúc rất là đẹp. Đấy. Thì cũng là một cách là cho rất là hay và người ta dễ học dễ hiểu toán đó. Thì vẫn là cùng là hai ngày thôi, cái anh thứ 4 này là rất là đơn giản dễ hiểu. Anh này là 3 phút mà rất là phức tạp, lằng nhằng, rất là phức tạp, dài dòng. Người ta sẽ không dùng cái này, người ta dùng cái đẹp này hơn, lệch nhau có một vài phút thôi. Nhưng mà cái đơn giản này mà là thành như là một tiếng đồng hồ không? Một tiếng thì người ta không dùng nữa, người ta dùng 3 phút này. Cho nên là cũng tùy thuộc vào cái thực tế mà nói, nhé, người ta sử dụng vào đó. Thì đó là cái phần về cái đặc tính của thuật toán, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ nói thêm một chút nữa về cái khái niệm là tư duy máy tính. Nó khác gì so với gọi là tư duy thuật toán, nó khác gì với khái niệm là tư duy toán học. Thêm một chút nữa, chúng ta có hai khái niệm là tư duy toán so với tư duy toán học thì nó như thế nào. Đây, tôi về cái này. Ôi, xin lỗi. Tư duy toán học và tư duy thuật toán nó khác nhau như thế nào? Tôi viết một vài cái ví dụ thôi để chúng ta có cái hình dung được hai cái nó khác nhau như thế nào. Thầy ơi, thầy cho em hỏi cái tính hiệu quả thứ ba đấy là cái gì đấy ạ? Đây ạ, là phải được thiết kế đẹp. Thiết kế đẹp. À, vâng. Dạ vâng. Cái đẹp thiết kế hay dễ hiểu. Vì chúng ta nói về cái một chút về cái tư duy thuật toán, tư duy toán học nó khác nhau như thế nào. Nên chúng ta có về đây thì chúng ta tên ví dụ một số cái nhé. Ví dụ như này đây, lấy ví dụ một ví dụ như tôi yêu cầu là bài toán yêu cầu là cần tính là 20 10 chẳng hạn, lấy ví dụ 20 10. Thế thì toán học là cần đáp số đúng là được, tính là quan trọng, đáp số phải đúng, được chưa? Đó là tư duy toán học. Thuật toán cũng như vậy, toán là yêu cầu hơn nữa là yêu cầu như sau, là tính 20 10 với ít phép nhân nhất
Ít phép nhân nhé, có như thế cơ. Nó khó hơn, Alpha Phong là tính 2 mũ n với thời gian ít nhất. Ví dụ như vậy. Được chưa? Như vậy là cái tư duy của khi làm bài toán và sau đó là nó khác nhau. Đúng không? Hãy lấy ví dụ ví dụ 2 nhé. Tôi lấy ví dụ 2 là hai cái nó khác như thế nào. Khi làm bài toán nhé. Thì là tôi lấy ví dụ là tính em cũng như này thôi. Tiếp nôm na là cái toán học nó chỉ cần cái đáp số thôi. Hoặc là chứng minh thôi, đúng không? Một cái bài toán nào đó cần phải chứng minh chẳng hạn thì là cần phải chứng minh những cái bài toán chứng minh, ví dụ thế, cái bài toán chứng minh. Bài toán chứng minh. Thì toán học là gì? Là cần cần chứng minh tính đúng của cái bài toán đó. Nhưng với tin học toán thì ta có việc khác hơn nữa là gì? Cần phải tìm tìm cách nhà để tìm tìm thuật toán, tìm cách để mà từ từ đầu vào dẫn đến được giải đúng, dẫn đến đáp số đúng. Hay nói đúng hơn là gì? Một số bài toán thì cần đối toán cần chứng minh sự tồn tại là đủ, chứng minh sự tồn tại của một cái gì đó, một số của một cái gì đó. Còn cái bài thuật toán thì cần phải tìm ra được, tìm được cái quy trình tính, tìm được quy trình tính cái số đó. Vậy là nó có sự khác biệt giữa bên là toán học, bên là cái thuật toán. Thì nó có một số cái, đây là một số điểm khác biệt, nhưng mà số điểm là nó cũng giống nhau là như thế này. Để giống nhau là gì? Là một cái bài toán ấy, bài toán thì sẽ có nhiều đề giải, khác nhau. Và lời giải nào cũng đúng. Hay vấn đề là lời giải nào cũng đúng. Còn một bài tin học thuật toán thì một bài toán có nhiều thuật toán. Có nhiều thuật toán đúng, nhưng với cái tính hiệu quả là khác hẳn nhau, tính hiệu quả là khác nhau. Như ta nói lúc đấy cùng một bài toán cả nhé, với cách giải này thì nó ra, các bạn, nó ra là 3 phút, cách thứ hai nó ra là 1 phút thôi, mà vẫn cả hai giải đều đúng cả. Nhưng mà cái tính hiệu quả đánh giá là nó khác nhau. Cái này là khác với môn toán nhé. Môn toán là lời giải nào cũng đúng, lời giải nào cũng đúng. Ít khi người ta nói là cái lời giải này cũng có thể có, nhưng ít khi nói lời giải này hay hơn lời giải kia. Còn với tin học cái đó là rất quan trọng. Rồi, như vậy là chúng ta để tôi chốt lại cái phần 1 này nhé. Cái phần đầu tiên của phần bài 1 này là cái gì? Là chúng ta về hiểu chung về cái khái niệm mà về cái tư duy máy tính, xong đến tư duy thuật toán. Thì nó là như này nhé. Thông thường là từ một cái bài toán thực tế cần phải giải, chúng ta cần gì? Chúng ta cần cái tư duy thuật toán, cần cái tư duy máy tính để chúng ta đưa nó về mô tả thành một cái bài toán máy tính, một cái bài toán trên máy tính. Rồi, và sau đó với cái bài toán máy tính này thì chúng ta mới giải nó.
chúng ta mới tìm ra cái thuật toán để giải. Thuật toán giải nó gọi là một cái đầu vào đây, là input đây. Đầu ra đây là output. Thì chỗ này này, chỗ này chính là cái tư duy thuật toán. Như vậy là có sự khác biệt giữa tư duy máy tính và tư duy thuật toán. Tư duy máy tính nó rộng hơn một chút ở phía trên, thuật toán nó sâu hơn ở phía dưới, rất là sâu. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sang cái phần nãy giờ là cái phần hôm nay là cái phần 1 nhỏ hay phần 2 nhỏ tôi không nhớ lắm, nó dùng bao nhiêu nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai. Phần thứ hai của cái nó là cái với chúng ta là học là chúng ta là sang là chúng ta học là phần thứ hai của bài 1 ấy. Rồi. À, chúng ta đang ở trong chương 1 nhé. Chương 1 thì cái phần 1 là mô tả thuật toán là gì này. Sang cái phần thứ hai lớn của cái bài của cái chương 1 này là chúng ta sang cái phần là thiết kế thuật toán. Toán nhé. Rồi, thì thuật toán thì nó gồm có những cái bước như thế nào mà ta sẽ làm như thế nào. Cái này là phần 3 thầy ạ. Ừ, tôi không nhớ lắm thì các bạn cứ tự nhé, tôi không nhớ lắm cái từ của nó đâu nhé. À. Ừ, rồi. Thế thì thuật toán là chúng ta sẽ mô phỏng cái quy trình để thuật toán này, rồi là các cái cách ta mô tả toán như thế nào này. Đấy, thì chúng ta đi vào cụ thể, đi vào phần cụ thể rồi. Và cái phần này thì chúng ta có thể có bắt đầu có những phần mà gọi là gì? Gọi là cái chúng ta sẽ lập trình thực hành kèm theo cái phần này nhé. Tôi thì thiết kế chung thì nó như thế này, thì tôi nó cứ để nó về cái mô hình thiết kế chung, cái mô hình chung nhé, cái mô hình thiết kế chung của thuật toán là như thế này nhé. Như thế này chúng ta sẽ phải đi được cùng bước thứ nhất là bước là tìm hiểu thuật toán này. Tìm hiểu bài toán này. Xong chúng ta sẽ thiết kế thuật toán. Thuật toán nhé. Chú ý cái này là đây là phần bắt đầu phần khác biệt đây. Khác biệt so với hiện thời này. Hiện thời chúng ta dạy học sinh thêm cái kiểu khác, theo tôi biết đấy, theo tôi biết là như vậy. Nhưng mà cái từ năm nay trở đi chương trình mới chúng ta sẽ phải dạy theo cái mới này nhé. Như vậy là bước 1 là tìm hiểu bài toán, bước 2 là thiết kế thuật toán, xong đến bước thứ 3 chúng ta sẽ phải làm cái việc chúng ta phải chứng minh tính đúng của bài toán. Cái này là cái rất quan trọng nhé, tính đúng của thuật toán. Cái này là cái mà trong trình cũ là không có đâu nhé. Trong trình cũ hiện nay này là không hề có luôn. Trong trình hiện nay chúng ta là chỉ có là dạy bài toán là ta lập trình luôn, thiết kế thuật toán luôn mà không hề chứng minh. Cái này là như vậy, thì tôi biết là như thế này như vậy. Rồi, nếu mà chứng minh mà đúng thì không sao, còn sai chúng ta sẽ quay lại thiết kế lại. Nhưng mà làm sao? Rồi. Bước tiếp theo nữa là bước rất quan trọng nữa là bước là phân tích thuật toán. Bước này rất quan trọng. Phân tích cái gì? Phân tích tính hiệu quả, phân tích độ phức tạp thời gian của thuật toán, phân tích độ phức tạp không gian của thuật toán của phân tích thuật toán. Đây là cái phần mà trong trình hiện nay là cũng không có. Những phân tích mà ta thấy nó không hay, chúng ta có thể làm lại. Ta có thể thiết kế lại nó đẹp hơn. Thành tích này, cái toán này nó không tốt. Trước kia là chúng ta chỉ là chúng ta dạy học sinh là ta bỏ qua toàn bộ cái bước
bật bỏ qua hết mà chúng ta sẽ dạy thẳng cho sinh là tính lập trình. Lập trình theo thuật toán. Thì bước này người ta gọi là bước cài đặt. Cài đặt trên bước lập trình cụ thể. Đấy. Thì đây chính là cái mô hình. Và tất nhiên rồi, lập trình mà ta có thể chạy mà nó cũng ở đây vẫn hoàn toàn có thể ở đây, có thể quay lại đây được. Nhưng mà thấy lập trình mà cái tỏ là được là chứng minh đang chứ nó có bị sai, nó ta có thể kiểm tra một lần nữa ở đây. Đấy. Thì đây chính là cái mô hình mà chúng ta dạy cho học sinh nhé. Thì trong cái trình, trong cái mô hình này này, thì cái phần này này, cái phần này là phần mà ngày xưa là không có này, trong chương trình cũ là không có. Chương trình cũ là không có cái này này. Chương trình cũ là không có cái này. Cho hai cái này là cái mà ok, cái này có từ ngày xưa nhé. Đây, cái này là cái mà có. Còn ba cái này là cái mới tinh, tôi sẽ dùng cái từ là N, sẽ hiểu đây là N nhé, là mới nhất. Còn đây là trước kia có cái này. Vậy chúng ta là cho cái phần mà chương trình mà tôi nói các bạn ở đây là tôi sẽ cố gắng tôi nhầm vào ba cái này, 1, 2, 3 cái này. Cái phần này là cái phần mà trong chương trình cũ có, tôi sẽ nhấn mạnh các bạn đây phải là cái phần này. Thì không không lực lên trước tôi dạy kia, tôi dạy cái chương trình một, lớp thoát một là tôi tập trung vào cái này là chính, mà tôi không thời gian nên tôi gần như tôi bỏ qua cái phần gọi là phần bỏ qua cái phần này. Mình lần này tôi sẽ làm cả tất cả luôn. Thì nhiều khi mà mô tả bằng lời cái phần này này thì đối với các bạn là nó khó hiểu quá, cho nên là cần có thực hành nữa. Có thực hành nhiều thì nó mới dễ hiểu hơn. Được chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút nhé. Xem nó là cái gì. Thì cái phần mà thiết kế hay tìm hiểu bài toán là cái gì nha. Để tôi ngang ở đây và tôi bắt đầu đi vào nha. Đi vào phần, đi vào cái không tôi cái này cứ nên là cái này tôi sẽ tôi sau vậy. Tôi nói luôn nhé, khi mà tìm hiểu bài toán ấy, bước một là cái bước mà tìm hiểu bài toán ấy, thì chúng ta phải xác định cái yêu cầu của bài toán này. Chúng ta xác định yêu cầu của bài toán này, yêu cầu bài toán này cho tìm hiểu cái miền xác định của bài toán, miền xác định bài toán. Mà chúng ta chú ý cái khái niệm là một cái thể hiện, khái niệm là một cái thể hiện của bài toán. Một cái thể hiện của bài toán. Đây thì cái này là cái gì? Tôi nói luôn nhé. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu bài toán, chúng ta chú ý này, thông thường là có mỗi bài toán có một cái miền xác định nào đó. Gọi là miền xác định nhé. Bao giờ cũng vậy. Ví dụ cái bài toán là cho trước tính ức chung nhất của hai số GCD của A và B. Ở đây A, B là các số nguyên dương lớn bằng 0. Thì như vậy là mình xác định của cái này là cái gì? Là tập hợp mà là các cái cặp số là A, B. Ở đây là A thuộc số nguyên dương, B thuộc số nguyên dương. Cái này nó lại miền xác định của bài toán. Được chưa? Rồi, thì như vậy bài toán chúng ta là mỗi một cái cặp số, vị cặp dữ liệu AB thì tính được cái ức chung lớn nhất của AB, ký hiệu là GCD, AB tính. Thì cái phần này này chính là phần output của bài toán. Cái này này chính là input của bài toán. Input là hai số. Được chưa? Rồi. Thì với một cái bộ AB cụ thể nào đó, ví dụ là 10, B bằng 6 chẳng hạn,
Thì cái bộ AB này thì người ta gọi đây là một cái thể hiện của bài toán. Thể hiện của bài toán. Là chú ý nhé, để phân biệt với cái để xác định là chung này, còn thể hiện là một cái thể hiện. Cái này là tiếng Anh nó gọi là instance của bài toán. Một cái thể hiện cụ thể của bài toán, một cái bộ dữ liệu cụ thể hay người ta hiểu là một cái bộ dữ liệu. Thì việc ta dùng là một bộ dữ liệu đầu vào của bài toán. Đầu vào của bài toán. Thì thông thường chúng ta khi mà lập trình ý, chúng ta luôn phải kiểm thử bằng cách là kiểm tra trên các bộ dữ liệu đầu vào này, trên các thể hiện này. Đấy. Được chưa? Như vậy là phân biệt là cái như vậy chúng ta phân biệt này, chúng ta phân biệt nhé. Phân biệt nhé. Là miền xác định là gì? Xác định cái dữ liệu input là cái gì? Dữ liệu input. Dù là 2 số hay là 3 số hay là n số là cái dữ liệu input. Và chúng ta xác định một cái thể hiện là cái gì? Là thể hiện cụ thể. Thể hiện dữ liệu là cái gì? Phân biệt những cái khái niệm này nhé, để chúng ta chú ý. Thì một cái thuật toán là phải như sau, là với mọi cái thể hiện ví dụ như là x1, x2, xn phải đưa ra được cái output chính xác. Output có thể có nhiều. Thì nếu mà cái input của chúng ta đấy, cái input của chúng ta mà gồm có n số x1, x2, xn thì đó chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là cái n đó là kích thước của bài toán. N là kích thước của bài toán. Rất quan trọng. Vì cái đầu ra thuộc vào số n này. Chúng ta sẽ biết cái này ngày sau đây thôi, nhưng mà đây nhé. Đó rồi, thế bây giờ tôi sẽ tiếp theo khi chúng ta mô tả quá, chúng ta sẽ phải phần hai là chúng ta sẽ thiết kế, và thiết kế đây là phải mô tả luôn thiết kế. Và mô tả được chưa? Mô tả luôn. Thì cái việc mô tả toán này là chúng ta bây giờ là thông thường nó có, mà theo tôi biết là hệ là có ba cách mô tả. Cách thứ nhất là chúng ta dùng mô tả bằng lời, mô tả theo các bước bằng lời, dễ hiểu bằng lời. Cái này hiện nay là cũng hay, rất là hay dùng, nhưng mà đối thông thường khi mô tả bằng lời chúng ta chỉ mô tả trên cái mức là vĩ mô, là khi chúng ta tạm thời mô tả thôi, còn khi mà cụ thể thì chúng ta sẽ phải làm chi tiết hơn. Cách thứ hai mà dạy hiện nay đã dạy cho học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8 đây và dùng nhiều đây là dùng sơ đồ khối mô tả. Nên nó dễ hiểu, nhìn vào sơ đồ khối nó dễ hiểu, nó trực quan, nó dễ hiểu. Nhưng mà sơ đồ khối này chỉ dùng cho cấp 2 thôi. Còn lên cấp 3 trở lên hay là cho người lớn trở lên chúng ta không dùng cách nghi nữa. Và cách thứ ba là chúng ta dùng khái niệm là pseudocode. Rất quan trọng. Chúng ta dùng lập trình luôn, nhưng mà gì chẳng là gọi là mã giả nhé. Pseudocode. Mã giả. Đây vì tôi làm cho gọi là luôn cho các bạn xem nhé. Tôi mô tả cho các bạn xem một vài ví dụ này. Ví dụ nhé. Đây. Ví dụ 1 này. Input của chúng ta. Input là hai số AB. Là nguyên. Số từ nguyên và không âm. Đúng không? Đây, và output.
Output là gì? Output là ước chung lớn nhất, gọi là GCD nhé. GCD của hai bên. Là ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử cái bài này nhé. Thì thiết kế này, cách một này. Cách một là chúng ta dùng bằng lời nhé. Nhưng sau này, lặp liên tục. Bước 1 là lặp liên tục cho đến khi, gọi là B1 đấy nhé, cho đến khi A bằng B nhé. Tập như sau này nhé, là bước 1 nhé. Tiếp theo là 1-1 là kiểm tra này, nếu A lớn hơn B thì tính A bằng A trừ B nhé. Còn không thì đây là 1-2. Trái lại thì B sẽ bằng B trừ A. Đấy. Xong đây nhé. Đây là gọi là bước 2 đi, nếu A bằng B thì output ra ngoài. Output ra ngoài là A. Đấy, như vậy là mô tả bằng lời. Đây là cách thứ nhất nhé. Thứ nhất mình mô tả cách thứ hai này. Cách thứ hai là dùng sơ đồ khối, các bạn có thể xem con sách kia trên đây, trong sách cấp 2 là nó có cái đó nhé. Đây thì input đầu vào đây, input đầu vào tôi sẽ đây mô tả bằng cái này nhé. Bắt đầu này rồi input đầu vào tôi mô tả trên cái dạng in bằng một cái hình như này. Input nhập vào giữa đầu vào là AB, đúng không? AB. Sau tôi sẽ kiểm tra như sau này. Đây. Kiểm tra nhé. Kiểm tra A bằng B hay không này. A bằng B hay không nhé. Nếu mà sai. Đây, sai. Nếu mà sai thì tôi sẽ kiểm tra tiếp này. Hỏi A có lớn hơn B hay không này. Đấy. Lớn hơn B hay không nhé. Thế bây giờ nếu A mà này, còn nếu mà nếu đúng này. Đúng tôi để sau đây nhé. Đây này, A B nhân A lớn B thì đúng. Sai thì như sau. Nó đúng thì như sau. Nếu đúng thì chúng ta cho là A bằng A trừ B. Đúng không? Sau đó là quay lại đây. Còn đây nhé, sai. Nếu sai thì chúng ta gán. Rồi. Nếu sai thì chúng ta gán. B bằng B trừ A. Và cái này cũng quay về đây luôn. Thì là cái này quay đây đúng hơn là ở chỗ này. Đấy, còn đây nhé, còn đây là còn ở đây nhé, ở đây là thông báo ra, kết thúc thông báo ra thì bằng cái này. Thông báo. Thầy đây. Thầy ơi, cái input output là hình oval hay là hình bình hành thầy? Hình bình hành. Oval là bắt đầu kết thúc rồi đây. Oval là bắt đầu và kết thúc nhé. Hình bình hành là input output. Hình vuông là các. Tại sao trong sách giáo khoa tin học 10 lại là hình oval là nhập và xuất thầy nhỉ? Không, bị chuyện đó. Em xem lại xem. Không có hình oval đâu thầy ạ. Chỉ có hình thoi này. Hình chữ nhật. Nhiều khi nó không có, nó bỏ qua cái kích thước, nó bỏ qua hình oval. Nó chỉ có hình bình hành, chữ nhật và hình thoi thôi. Hình thoi luôn 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 là so sánh rồi. So sánh sai. Còn hình vuông thì là thông thường là các lệnh cụ thể. Còn hình bình hành là input output. Như thế nhé. Vâng.
Rồi, thì chúng ta sẽ sang mô tả cách thứ ba là cách chúng ta sẽ dùng hàng ngày ở bình thường ở đây này. Bạn là dùng là pseudo code. Đúng không? Nhé. Thì chúng ta bây giờ chúng ta dùng cái hàm này GCD AM chúng ta dùng nãy rồi nhé. Cách dùng pseudo code là dùng như thế này. Đấy. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh như là lập trình riêng bình thường giống cái lập cách viết pseudo code là sống hệt như là Python luôn, giống như Python luôn. Y A khác B nhé. Nhưng mà có việc không cần viết các cái lệnh giống hệt như là Python, nhưng mà có thể một cách nó không chặt chẽ bằng Python, nhưng mà nó ná giống như vậy là được rồi. Nhưng mà là như với ta dùng nó khác là như này này, chứ không có thể đúng là Python là phải là A như thế này, đúng không nào? Đấy. Thế này, nhưng mà đối với mà chúng ta viết này là vẫn hiểu được. Thì chúng ta này if này a lớn hơn b thì a bằng a trừ b, còn ngược lại là else thì b bằng b trừ a, và đây chúng ta viết là output ra hoặc là chúng ta dùng print cũng được. Thì đây là cái cách viết của chúng ta, mà khi ta viết là bây giờ chúng ta cũng có đánh số các cái phủ lệnh thì ta sẽ ta quan phân tích dễ hơn. 3 này, 4 này, 5 này. Mình cái lệnh này là gồm có 6 lệnh mã giả, nó gọi là pseudo code nhé. Rồi, khi ta có thắng rồi thì chúng ta sẽ tham gia lập trình để kiểm tra xem đúng hay sai. Chúng ta sẽ lập trình, chúng ta làm luôn các bạn luôn nhé, để ta hình dung luôn nhé. Như vậy ở đây chúng ta có là làm đâu lập trình luôn tới đó để cho nó thuận tiện nhé. Đây. Đây, ta sẵn ở đây rồi nhé. Tính nhé. Tính ước chung lớn nhất của hai số. Ôi, thôi được. Ước chung lớn nhất của hai số A, B. Được chưa? Này, tôi dùng cái định nghĩa cái hàm def như này nhé. Rất nhanh nhé. GCD thôi. A này, B. Đấy. Tôi nói luôn, trong khi nói về Python, tôi nói luôn những cái cách mô tả hiện đại hơn của Python nhé. Thì trong Python mà chúng ta có thể ghi ngay cái ngay sau cái lệnh def, chúng ta ghi ngay cái mô tả của hàm ngay phía sau đó, thì thông thường mô tả nó được ghi như sau. Ngay chúng ta enter xuống dòng, chúng ta viết như này. Bạn hành như thế này. Đây là cái hàm tính ước chung lớn nhất của hai số A, B. Ở trong Python thì dấu ba dấu nháy là cũng tương đương với là comment, là ghi chú, nhưng mà cái hay của ba nháy là ta có xuống dòng được. Rồi đi hoàn toàn có thể xuống dòng được rất thoải mái. Đấy. Rồi, ta bắt đầu ghi lệnh này. Thì bình thường chúng ta có thể ghi dấu các comment, các cái ghi chú trong dấu ba nháy ở đâu cũng được, thì nó là phần ghi chú bình thường. Nhưng nếu mà cái dấu ba nháy này mà nằm ở ngay sau định nghĩa của hàm thì nó là một phần tuyệt đối của hàm, nó chính là phần mô tả. Cái này lần vừa thì các bạn thấy rõ nhé. Thì cái phần này mà tôi định là tuần sau tôi bắt đầu mở cái lớp thứ hai là lớp về bản thân nâng cao, tôi cũng nói rõ cái này. Nhưng mà cái phần này là hôm nay là vừa thuật toán thôi, chúng ta không đi sâu vào cái phần này. Y nhé, Y này, A này, khác này, chứ nằm A khác B hai chấm này, đấy thì là đây là ít này, ít a lớn hơn b, a bằng a trừ b, else này, else b b bằng b trừ a. Và từ đây thì ta kết thúc ở đây, và một chúng ta nhé, thẳng thế này xuống nhé. Return A. Bây chúng ta mô tả như hình chính nhé.
thì viết A đi. À, tôi viết là tôi viết số bất kỳ. B đây. Và tôi tính nhà C bằng GCD nhé. A, B. Và tôi in ra. Tôi print cái pin C ra ngoài. Print này. Ước chung GCD của A và phẩy B. B đâu thì B hai chấm GCD C. C. Đấy. Đúng nhỉ? A này. Được chưa? Tôi thử đâu nhé. Chạy thử nhé. Bạn này tôi ghi lại. Tôi ghi lại với cái VIP 2 này nhé. Hôm nay là bài đầu tiên này. Hôm nay là bài 1 nhé. Bài đầu tiên là GCD. GCD. Đầu tiên của hôm nay đấy. Đấy, thì đây ta mô tả một cái gì ngắn như này thôi, bởi chúng ta chạy thử nhé, xem nó như thế nào nhé. Đây. Chúng ta có thể vi trình nhập từ bàn phím cũng được. Đây, của hai số này là 2. Đây. Vì tôi viết chương trình khác nhé, vì tôi nhập vào này. Sorry, tôi input. Nhập số A nhé. Còn B đây. In. Input nhé. Nhập số B. Đấy. Ta có thể kiểm tra luôn được ngay ở trên này. Nhập số A. A đây nhập bằng 10 này. B nhập bằng 6 này. Thì GCD của 16 là 2. Được chưa? Như vậy ta, chúng ta có một chương trình đầu tiên chúng ta thử. Để chúng ta thấy là cách nhưng mà khi chúng ta đã có một cái thuật toán rồi thì chúng ta có thể thử nó và chúng ta sẽ kiểm tra. Thì với cái toán này thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cái gì? Một là chúng ta sẽ phải là chứng minh nó đúng. Thì cái này chứng minh này tôi không rất hiển nhiên vì bài tập này là nó suy từ tính chất của ước chung của hai số, chứng minh là toán đúng, đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng ta phải tính hiệu quả của thuật toán, tính cái hiệu quả của thuật toán xem nó chạy có nhanh không nhé. Thì cái này chúng ta sẽ học trong buổi sau, hôm nay chưa không kịp rồi. Và cái C nữa chúng ta kiểm tra xem thuật toán có đẹp không. Thuật toán có đẹp không? Được chưa? Thì như vậy là cái chứng minh này là không dễ nhé. Đấy. Mà chứng minh đúng ý là phải dùng kiến thức của toán học, dùng kiến thức toán học để chứng minh. Chứ không phải. Thì cho thấy như vậy là đối với thuật toán nhé. Và cái này là cái mới đây của năm nay đây, của chương trình mới đây, là chương trình tin học là có máy tính ý, là yêu cầu khá nhiều về môn toán đấy, chứ không phải là học sinh học tin học là không cần biết toán đâu, phải biết là biết khá nhiều thì ai học càng giỏi toán thì nó càng dễ làm về tin học và chứng minh đúng. Còn hiệu quả như thế nào thì cái này là rất là phức tạp, và chính là chương trình sau trong buổi từ nay trở về sau đấy, trong quá trình này. Thì việc trước khi kết thúc thì tôi muốn quay lại cái tính hiệu quả của thuật toán ấy thì làm như thế nào. Thì từ xưa nay cái việc tính hiệu quả của toán chúng ta thường đo thời gian chạy, cách làm là đo thời gian chạy. Hiện nay học sinh như thi học sinh giỏi Việt Nam cũng thế thôi, là cho cái đồ test đầu vào
bây giờ cho làm 10 cái test chẳng hạn, và yêu cầu là cái 10 cái test này phải làm trong 1 giây chẳng hạn, thì mỗi lần test đúng như vậy thì được 1 điểm, làm sai thì 0 điểm. Dù chạy có đúng nhưng mà thì anh có thể làm sai vẫn đạt được 0 điểm. Nhưng mà cái thời gian là phải đo trên máy tính. Đấy, phải đo. Thì cái đo này thì biết sao học sẽ biết nhé, là đây thực ra đây nó không phải là toàn bộ tất cả yêu cầu của bài toán đâu, mà chỉ là một công cụ thôi. Mà thấy được chúng ta sẽ mình thử luôn nhé. Đấy. Thì bài toán này tôi sẽ thử luôn là tôi sẽ tính toán cái em, tôi sẽ tính toán cái em cái thời gian chạy của toán này tính như thế nào thì tôi nói luôn nhé. Tức là các bạn cái công cụ chúng ta tính thôi. Đây. Sử đúng rồi nhé. Thì việc tôi muốn công cụ để tính toán thời gian thì làm đơn giản như sau. Ở trong Python nó có cái nó có cái module là như thế này. Module là module time. From time. Và chúng ta cần một hàm của nó thôi. Cái hàm này là cái hàm mà thật trong cái module time nó có hai hàm có thể dùng để tính thời gian, là cái hàm time là một, và cái hàm thứ hai là hàm hàm thứ hai là hàm nó gọi là performance counter. Đấy, có hai hàm nó có dùng được nhé. Thì này trong sách giáo khoa theo tôi biết ý, là người ta hay dạy cái hàm time, nhưng mà theo tôi cái dạy cái hàm time này không thật chính xác, phải dùng dạy cái này mới đúng này. Để cái hàm này chính là cái hàm chính là cái hàm này là hàm để đo cái đồng hồ của CPU. Cái hàm rất quan trọng, nên gọi là performance perf counter. Rồi ta làm như sau nhé, tôi sửa lại này, tôi sẽ tính toán cho cụ thể nhé. Bây giờ tôi như sau, trước khi mà tất cả nằm ở cái dòng lệnh hết, lệnh GCD này hết đây, thì trước khi mà tính thì tôi sẽ trước đó tôi sẽ đây, tôi nhập đây rồi, nhập cái hàm đây rồi. Đây tôi viết là T1, toán T1 này bằng performance counter. Tính cái độ xung nghiệp của đồng hồ trước khi tính cái hàm đó. Được chưa? Sau hàm tôi tính là nghiệp T2 bằng performance counter. Đấy. Được chưa? Và sau đó đây tôi tạo thông báo ra. Và tôi nhanh đáp số nhé. Đáp số. Cái này nhanh C luôn, phải phải vị lại hàm thì C nhé, và tôi tính luôn print thời gian là T2 trừ T1. Cái này là thời gian này là tính theo giây nhé, tính theo giây. Giây được chưa? Đấy. Để nhé, tôi chạy thử nhé. Nhập số A này. Tôi nhập số khá to này đi. Nhé. Số B này. Nhập số khá to đi. Ồ. Đây là dấu phẩy. Rồi, chạy lại này. Kiểm tra xem nào, nó hết theo là bao nhiêu nhé. Bây giờ cho là 5-6 số này thôi. Đấy. Vẫn là bao nhiêu lầm. Một số rất nhỏ như 4.5 nhưng mà là nhân với 10 cũng chỉ 5 giây. Như vậy là một số nó khá nhỏ. Bây giờ tôi làm số thật lớn nhé. Kiểm tra số rất lớn nhé. Đây chạy này. Tôi cho làm số. Lớn nhé. B này. Nó có lâu hơn không? Enter này. Ủa tính lâu phết rồi đấy nhé. Nó đang tính đấy. Cái này lâu quá thì tôi chạy lại nhé. Không đợi, chúng ta không đợi. Chúng ta hết giờ chạy lại, tôi chạy lại cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi để cho nó là này thôi. Này thôi nhé. Thế nếu mà nó chỉnh dấu phẩy động, à nó không hiển thị cái số giây là dấu phẩy động thì làm thế nào ạ? Hiển thị chứ, phải hiển thị chứ, sao lại không hiển thị? Không, nhưng bây giờ em không muốn nó hiển thị là dấu khởi động mà là hiển thị hết đi ạ. Thế là số không phải là chuyển thành e hay là e mũ mấy nữa. À, thì ta làm như này. Tôi dùng cái hàm round để ta làm. Đây nhé. Ở đây nhé, tôi dùng cái hàm round để hiển thị số tập phân bình thường, hàm round này. Round nhé.
thì tôi muốn hiện ra với là độ chính xác là 10 chữ số thôi. Đó chị. Nó không hiện, không hiện quá nhiều nữa. Để ở đây nhé. Nó vẫn thế đúng không? Cái này thì có lẽ chúng ta phải thêm. Bây giờ cái này nó khởi động. Nó vẫn ra cái e. Vì nó nhỏ quá mà, nhỏ quá. Bây giờ ta hiểu sau cái này nhé. Nè, tôi sẽ trả lời sau câu hỏi này, vì tôi đã không quan tâm lắm như này nhé. Rồi, nhưng mà đây là cách chúng ta sẽ cách chúng ta để mà chúng ta kiểm tra đây, chúng ta thời gian chạy. Thì từ xưa nay đấy là học sinh làm thi sinh giỏi chỉ đo bằng cái đó thôi, đo bằng dùng cái dụng test để đo. Nhưng mà từ nay trở đi là chúng ta phải thay đổi cái này, cái chuyện đo thời gian chạy này nó chỉ là một phương pháp để giải bài toán thôi, để kiểm tra thôi, chứ không phải là tất cả. Thì chính vì vậy tôi nói là trong quá trình cũ của chúng ta đấy, thì dạy học sinh rất nhiều về giải bài toán này, dạy nhiều về lập trình này, dạy rất nhiều về cách về thi sinh giỏi này, nhưng mà chúng ta chưa dạy đúng vào cái lõi của gọi là lý thuyết về thuật toán, chưa dạy, cho nên học sinh vẫn thực ra không biết gì về thuật toán. Thì ở đây cái trình mới của bộ này là bắt đầu đưa vào khái niệm là đúng thuật toán thật sự, đúng nghĩa luôn. Và chính tôi sẽ muốn dạy các bạn cái này là vì đó, để các bạn hình dung được nhưng mà thuật toán mới nó như thế nào, so với cái mô hình dạy cũ là nó khác nhau như thế nào. Đấy, thì cái này lúc trước tôi nói rồi, một số bạn kêu là khó hiểu đấy. Này tôi sẽ nói lại cẩn thận hơn một chút để chúng ta hình dung được nhé. Rồi mà chúng ta dừng ở đây nhé, vì chúng ta quá giờ rồi. Buổi sau tôi sẽ, nhưng mà cái chương 1 này mà chia làm 2 buổi. Buổi sau tôi sẽ nói về cách đánh giá thuật toán như thế nào, cách mà tính hiệu quả của toán là như thế nào. Chúng ta sẽ thông qua các ví dụ cụ thể. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Vâng, chào thầy. Vâng, chào thầy ạ. Các bạn có hiểu không? Không hiểu cho bạn câu hỏi thì nhóm tôi sẽ trả lời nhé. Dạ vâng ạ. Chào thầy ạ. Chào thầy.